những thành phố anh đã đi qua, đây Paris, đây London, đây Viên, nhưng có đâu bằng Sài Gòn hôm nay. Long Long không? Nó nhiều không phải là bình lặng gì hết, nó chỉ tiếng tỏ của người tiếng hóa chưa hết thôi. Không phải là gì, mình có coi bạn như một nhân vật lạ. Đẹp không em? Không rồi. Nói đẹp không em kêu là không. Cà phê không? Dạ. Cà phê không? Mua cà phê cho. Nhìn thành phố anh đã đi qua, đây Paris, đây London, đây Viên, nhưng có đâu mà lại lấy cho anh Thank you.
chào con Nguyễn Huy. Con Nguyễn Huy gọi kêu thầy ơi rồi nè. Đồ ăn quá à. Giờ em chụp xong một tấm hình nào xong cái em kêu cần lắm một người đánh thức tôi. Thì cho nó nhìn có vân vân lên đẹp lắm luôn á. Mình đừng có nghĩ là mình hãy nghĩ ra đây là một mẫu tóc mình thiết kế. Chứ mình đừng có nghĩ được không? Do nâu nâu nha, nâu gì? Thôi được, đừng có sáng quá. Hay là chơi nâu đỏ? Thôi. Chơi nâu bình thường đấy ha. Nâu bình thường đó. Em ơi. Nâu đồng cũng được. À. Nâu đồng hả? Cái nó ấn màu lên ha. Quay. Vô pha nâu đồng đi. 743 oxy Rồi các bạn chờ màu nhé. Quá đẹp luôn hả? Thì đúng không em? Rồi các bạn xem mẫu tóc mình chuẩn bị. Chuẩn bị lên màu nha các bạn. Các bạn hãy sử dụng loại sáp này nếu các bạn xài tóc ngắn, các bạn xài loại sáp này nha. Cái này rất là tuyệt vời. Các bạn xem thấy như thế này thôi.